đó là cu tới tấp luôn chị ơi. Ừ. Như ông nghĩ bật đèn xanh luôn hay sao á, ông bật tấn công em không chịu luôn. Nổi luôn cái gì đâu mà trời ơi em ơi, anh rất là vui luôn á, trời anh con tim anh nó lần đầu tiên mà nó nhịp đập lại mấy nay anh chết đi luôn á. Rồi sao rồi có khi nào dụ em? Trời ơi, anh nghĩ có không? Đi diễn tỉnh có chở theo không? Đây em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin mời đôi vợ chồng dễ thương giới thiệu về mình. Dạ, em tên thiệt là Dương Ngọc Thái, đang là, cũng là ca sĩ. Năm nay ông nhiêu tuổi? Thái sinh năm 77. 77? Ừ, dạ. Trời ơi, Thái hơn tuổi em luôn á hả? Hơn Pin? Tuổi đó. Trời ơi, suốt ngày ông kêu tôi bằng anh không vậy đó. Bữa nay mới biết đó, Thái ơi, anh nhỏ nghe em 2 tuổi. Rồi, kế bên. Dạ, còn em tên là Phạm Hoàng Quỳnh Vi ạ. Năm nay em 31 tuổi ạ. Vi nhỏ hơn 12 tuổi gì? Dạ. Đúng con giáp đó. Đúng vậy. Đây, rắn lớn này rắn nhỏ. Hồi trước thì đi hát, còn bây giờ thì là em làm bên nhà phân phối của công ty mỹ phẩm Hàn Quốc ạ. Rồi bây giờ hai bạn hãy cho chương trình biết là hai bạn, cái tình cảm của hai bạn bắt đầu nó như thế nào, gặp nhau lần đầu tiên nó ấn tượng ra như thế nào? Dạ đó đi. Tại vì nói chung là em với anh Thái tất nhiên là làm ca sĩ thì quen nhau trong môi trường ca sĩ rồi. Thì lúc đó là nhóm em là trong nhóm Honey. Dạ, trong nhóm Honey là bốn cô gái rất là dễ thương. Thuận và biết mà. Cô nào cũng đẹp hết. Đúng rồi. Sau đó là một hôm đang đi thu ở phòng thu của anh Phú, đang thu, tự nhiên nghe điện thoại, móc điện thoại ra. Alo, em trưởng nhóm Honey ạ. Xong rồi cái là anh, hello chào em, anh là ca sĩ Dương Ngọc Thái. Anh muốn mời nhóm em đi hát cho anh tiệc mừng thọ của ông bác anh 70-80 tuổi, 90 tuổi. Tiệc mừng thọ. Cái mình nói, dạ, ok thôi, tiệc nào cũng nhận hết á. Dạ. Ủa mà khi nào vậy anh, để em biết, em ghi cái check lịch lại rồi để em ơi tháng 7 em mà chưa có tới tháng tư tới Tết, chưa tới Noel luôn đó. Tháng 7 làm sao? Tháng 1 bút trước hơn nửa năm. Hơn nửa năm luôn. Em nói anh ơi không mấy chứ chắc lúc đó nhóm em rã quá à, chứ không biết còn hát hay không chứ anh nghĩ sao. Cái đó là anh mời nhóm em, anh mời cái đó là cái cớ thôi. Hồi xưa thì Thái biết Vi là lâu rồi, em biết Vi lâu rồi. Trong nhóm là người đẹp nhất trong nhóm nên là để ý rồi, và mình cũng ngại lời mà cô gái cũng ngại nữa. Bây giờ mình dùng cái lời, mình dùng cái lời nói mình không biết nói sao. Mình bắt đầu có cái show thiệt, cái show mừng thọ của ông bác tháng 7 năm sau rồi. Biết sao mà mời mừng thọ mà cái nhóm này là cái nhóm hát mà tôi nhớ là nhóm này là nhóm hát mà nhảy coi như là nhóm trẻ trung năng động đó. Đúng rồi. Dạ, mà hát em là nói chung là lúc nào là cũng là tươi trẻ hết á. Nhưng mà tới tháng 7 năm sau. Tháng 7 luôn á chị. Em ngồi em đợi mà em hên quá, cũng sao mà cũng gần tới tháng đó mà tới cái ngày đó mới vui. Anh gọi lại cho em, anh check cái giá. Rồi anh nói là bây giờ á là em hát như vậy á thì là bao nhiêu tiền. Em nghĩ trong đầu em là kệ nó đại, em cũng làm giá đi. Bây giờ nói chung là 10 triệu anh hát không? Xong rồi cái anh ấy ok em. 10 triệu luôn. Trời ơi, em lần đầu tiên mà nhóm mà được giữ dễ sợ vậy. Em mới cúp máy em nói ok anh để em chút nha, để em check lại nhóm em coi đúng đó ngày đó ok chưa. Cúp xuống cái mừng quá, hiểu tham, hiểu tham, hiểu mà người chỉ đồng ý liền, đồng ý liền chứ bao giờ mà chết mẹ bị hố bị hố. Em nói là trời chắc ông này ông ăn mười mấy triệu rồi, ngu quá, gọi lại đi. Gọi lại mày nói là bây giờ là cho em thêm 2 triệu tiền xe. Gọi điện lại rồi, gọi liền nhóm trưởng mà. Alo anh ơi, cho em thêm 2 triệu được không? Thôi dẹp luôn, khỏi kêu nhóm khác. Là Thái nói dẹp luôn hả? Dẹp luôn, khỏi. Tại vì em kêu giùm thôi. Trời ơi, nói thì anh nói, em nói là anh kêu vô nhóm là kêu giùm thôi. Em báo bao nhiêu cứ báo. Thì báo thì 10 triệu nó ok, 10 triệu thì ok. Thì rồi thì mình báo lại người ta 10 triệu. Lúc đó thì bực bội rồi. Thì anh kêu giùm đi, ăn uống trong này. Cái em mới bịt lại, em mới nói là thấy chưa, nói rồi. Thôi để nói lại 10 triệu mẹ cho rồi. Thôi 10 triệu cũng được. Anh nói rồi chốt ngày hôm đó nha. Xong rồi tới ngày hôm đó là anh không có cho em đi xe 50 chỗ với đoàn. Anh nói nè, con gái nhóm không có được đi chung với lại mấy cái anh đoàn kia nghe không. Đi chung với anh nè, anh có xe lớn lắm. Chở 4 đứa luôn. 7 chỗ lận. Mình lên xe ngồi nói chuyện. Cái em mới nói sao vậy, em đi xe đoàn quen rồi. Trời nhóm em gì đâu đấy. Thôi đi chung với lại anh đi nè, cho nó vui ha. Cái là lúc mà tới, tự nhiên cái em thấy hai nhỏ bạn em, mấy nhỏ bạn của em ngồi đằng sau hết rồi, còn có mình em mà. Em nói ủa vậy em ngồi đâu? Thì ngồi với anh. Cái em đợi nói ghét rồi, nói ông này có ý đồ rồi. Mày cái là lúc mà trên xe là mỗi lần mà tới đi toilet hay là ăn uống là anh kêu, anh kêu khều. Em ơi
Đi toilet không? Không có đi luôn. Vậy, vậy ngủ. Em ơi có ăn không nguyên đám xuống ăn. Em đói bụng. Không có ăn uống gì hết á, đi xuống sốc canh đi là sợ nói vậy. Sao cái lần đi diễn đó là em có cua dính được không? Diễn xong thì em cái về khách sạn xong mới mời đi tối đi rủ đi ăn. Xong rồi cái ổng mới lên tới phòng luôn. Cốc cốc cốc. Em ơi, Nhóm ơi, đi ăn một. Có trong phòng không em? Im hết không có cho nói chuyện. Cái là lát nữa là khóa máy luôn. Em có để cho biết luôn. Xong rồi cái là sang hôm sau thì em thấy một cái tin nhắn dài 16m50. Em thấy cái gì? Anh rất là buồn luôn á. Chưa bao giờ mà anh cứ gặp một cái tình trạng mà anh thích có một người á, mà cái người đó lại không có đáp lại cái tình cảm của vô anh. Vô tình, đó, lạnh lùng. Rồi sau đó có sau đi đó chung là... xe về không? Không, lúc đó anh đi Úc. Sáng em về trước, em sáng hôm sau đi Úc. Anh nói là tại diễn. Anh nói là hôm qua anh muốn mời em đi ăn là tại vì mai anh phải đi Úc nên là anh muốn mời em đi ăn để mà nói chuyện. Chị thấy bắt đầu làm thấy khó quá, cô bé này chắc không được rồi. Nên là gắn 4-5 tháng luôn em không gọi luôn. Xong cái mấy tháng sau từ vô tình là đang ngủ thấy một tin nhắn tít tít mất rồi. 9:30 sáng. 9:30 sáng. Em à, em nè, Vi nè, anh nhớ không? Thôi rồi, anh khỏe không? Anh khỏe không? Anh khỏe không? Khỏe không? Vậy thôi. Rồi bây giờ phải hỏi lại là lúc tại sao lại nhắn tin cho ông Thái? Thì nói chung là lúc đó thì em cũng buồn. Nói chung là trong công việc nó cũng không giống lúc đó em là đang rã rồi. Cái lại lúc đó em nghĩ tiếc tiếc cái gì? Chắc vậy. Cái em mới gì nè, để cho bỏ lại cái xẹt xẹt xẹt. À đúng rồi, anh Thái à. Thử coi à. Không biết anh đang rảnh không? Kệ, nhắn đại đi à. Anh rảnh không, uống cà phê không, rảnh gì đó. Trời ơi, nhắn liền, gọi liền. Em hả? Tối nay, trời lâu quá trời luôn mới gặp em á à. Tối nay nha, tối nay anh rảnh à. Làm gì đâu, mời em đi ăn ừ. Đó, nghe cái từ mời đi ăn rồi người ta sửa soạn như công chúa luôn. Lên xe hỏi, anh dẫn em đi ăn ở đâu, em muốn ăn đâu? Em à, trời ơi, sao không được hết á. Em đơn giản lắm à. Anh ăn cái gì em ăn cái đó. Mà em bận đồ đẹp nha anh à. Anh cũng phải suy nghĩ được. Nghĩ sao anh cho em qua ốc sáu nở. Trời đất ơi, thì em hận. Bà nghĩ là mình chắc giữ đi nhà hàng đi đâu á. Thật lòng thôi, mình thật lòng. Nhìn đủ cái bộ đồ của người ta rồi nói chuyện. Chẳng lẽ em bận sô rê mà em bận cái đầm cũng dài cứ kiểu công chúa mà em đi mà nó lết mấy người ăn ốc người ta ngồi. Ê, kêu mấy nãy ra quét giùm mấy đám ốc đi coi. Thì cái mấy nhổ dễ sợ luôn. Anh không có nghĩ một cái gì cho mình ấy. Nghĩ phụ nữ ăn thích ăn ốc mà không? Cái ngày đầu tiên gặp nhau. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó là cu tới tấp luôn chị ơi. Ông như ông nghĩ bật đèn xanh luôn. Hay sao á. Ông bật tấn công em không chịu luôn. Nổi luôn. Cái gì đâu mà. Trời ơi em ơi, anh rất là vui luôn á. Trời ơi, anh con tim anh nó lần đầu tiên mà nó nhịp đập lại. Mấy nay anh chết đi luôn á. Rồi sao? Rồi có khi nào dụ em? Trời ơi, anh nghĩ có không? Anh nghĩ có không? Đi diễn tỉnh có chở theo không? Đây, xong đó là em có show ở dưới Cần Thơ hay đâu. Còn ảnh là ở Cà Mau. Thì là hôm đó là em nói anh ơi, không mấy anh có diễn show tỉnh không? Tại hôm đó em cũng diễn show tỉnh. Cái nói, anh có Cà Mau, em đâu, em Cần Thơ vậy thôi, cho đi ké nha. Thì là nói chung là nhóm em diễn ở Cần Thơ rồi. Sau đó là anh Thái mới nói là vậy thôi xuống Cà Mau chơi với anh luôn. Xuống ăn cu Cà Mau đời này nọ, ở dưới có fan ở dưới người ta làm. Cái xuống dưới đó, ông bốc hai cái phòng. Tự nhiên anh nói, thôi nhóm em trong phòng đông người lắm. Bớt qua đây người. Em qua ngủ với anh cho vui. Em nói không, anh nói chuyện cái từ mà ăn ngủ vậy là em không chịu. Thì thà anh nói là bên kia thì đông người quá, qua tâm sự rồi nữa chút rồi em về được. Thôi chạy chạy qua phòng anh chơi chút cũng được. Tự nhiên đang qua uống nước bình thường thôi, muốn phun mình nước. Ông vô ông tắm. Ông muốn khăn đi là nó đi đâu hả? Đi ngủ. Đi ngủ mà nổi. Đỡ tôi sẽ cái ông kia thì tối nay có hai cái giường thì em nào bên kia đi anh hứa anh nói là anh hứa là nó có đụng chạm gì hết á. Xong rồi cái em mới nói là rồi cái ông nằm bên đây cái ông cứ không ngủ mà ông cứ lăn qua ông cứ lăn qua lại ông cứ dây rồi cái ông đây nè ông ấy chứ mình nói chung là nằm ké chứ mình đây buồn nó lạnh lẽo. Cho qua nào tới chuyện thôi, hứa là ôm thôi. Hứa thôi đó. Anh ôm thôi, anh không có làm gì đâu. Trời ơi, làm lịch sự ghê sợ. Hỏi lại phép đâu. Mình thấy, trời sao mình cũng tội quá. Thôi kệ anh qua nằm đi. Nằm cái mấy chiếc tay để không làm gì. Để không buồn cho ôm. Cái ông gác qua ông ôm.
thì nói chung là phụ nữ mà nói chung là cũng yếu lòng đúng không, xong rồi cái là bùng nổ rồi cho luôn, bùng nổ thôi. Sau đó là em mới cứ xong khác đó là có ý trơn trọi, xong rồi cái là em cứ hỏi bây giờ khi nào cưới anh ơi, hả, khi nào cưới, có cưới không? Em bình tĩnh đi Vi ạ. Em bình tĩnh đi, anh sẽ cưới em mà, em đừng lo nhé em. Nói dễ thương mà lúc đó làm sao, lúc đó em là tính hết trong đầu rồi đúng không? Dạ mà... thì đi xuống đó là đi hát chung mà yêu nhau mà lúc đó quen nhau mấy tháng rồi. Quen nhau mấy tháng mà chỉ có nắm tay trên xe hung hung chục thôi chứ không có làm gì đâu. Đêm đó quấn khăn là coi như quấn khăn là biết rồi, quyết định là chơi quyết tử một bữa rồi. Quyết tử. Đêm đó có tháo khăn luôn không? Không được là chia tay luôn. Anh nói nè, em mà không cho anh là anh chết tại chỗ liền. Con người anh bây giờ nó thống quá rồi. Nóng quá trời, anh mở qua khăn luôn nha. Mở khăn luôn hả? Luôn. Sau cái đêm đó thì sao, cái cảm giác em sao? Dạ thì là rất là hạnh phúc. Khi mà người có mời mình thương mà cái người mình yêu mình theo đuổi bao nhiêu lâu rồi và mình có trách nhiệm với người này là mình phải lo cho người này. Rồi sau cái đó là bao lâu thì tụi em làm đám cưới? Khoảng em quen anh Thái là cuối tháng 12 năm 2011, là quen được 8 tháng. 8 tháng là cưới đó. Luôn, đúng không? 8 tháng là cưới luôn đó. Ngày 8 tháng 8 năm 2012. Rồi bây giờ nè, thui cái tật xấu của anh ấy ra đi. Ví dụ như anh đói thì anh rất là khó chịu. Xấu tính đói. Tính lắm mà. Tại vì em bị bao tử. Lúc nào cũng nói là anh ăn dễ lắm mà em có một bữa ăn mà em cũng không làm được cái trọn vẹn nha cho anh là sao. Mà trong khi đó là em cũng đã cố gắng rồi. Mà đôi khi là anh đói bụng quá là anh muốn là lúc đó anh phải ăn liền. Phải có đồ ăn liền. Dạ đúng rồi. Với lại cái tính của anh là ảnh thường hay là ảnh không thích đợi chờ một người nào mà ảnh cho người ta đợi thì được. Em không thích tính này và ngày hôm nay em muốn anh phải thay đổi. Rồi. Tiếp tật xấu nữa đi, còn gì nữa không? Có chiều chuộng em không? Chiều chuộng, anh cũng chiều em. Chứ hồi trước anh không chiều, trước là kêu thèm trà sữa này, thèm mấy cái món mà ví dụ như là ăn vặt rồi nọ là anh kêu anh đi uống trà sữa không? Mà nghĩ sao mà tôi đi vô trà sữa uống với bà vậy Bi? Hồi xưa để đi nhậu. Phải cho anh làm tủ tán thôi. Rủ đi, rủ đi nhậu đi. Đi với ai rủ đi uống trà sữa. Rủ, à bây giờ ngon mà. Cô ghen không Bi? Đang hỏi ngược lại nha. Anh cứ nói anh không ghen không mà sao mà em thấy anh có ghen chứ. Em nghĩ là yêu thương nhau ai cũng ghen gì đúng không, nhưng mà mình tôn trọng và mình tin tưởng nhau. Chứ mình nghệ sĩ mà đi em đi suốt mà, nhưng mà mình không yêu thương, không tôn trọng em vợ mình, không tin tưởng vợ mình thì chắc chắn là mình sẽ hai chồng không ở nhau được. Đúng. Em có một tính xấu là biết sao, là em rất là thương con. Em muốn cái con em cái gì phải chu toàn. Anh không cần em làm cái gì ngoài em chỉ lo cho con thôi được rồi. Bà nó đâu chịu vậy, bà kinh doanh cái gì nghề của bà mỹ phẩm đó, kinh doanh. Em nói em không cần làm, một mình em làm đủ rồi, em chỉ lo cho hai đứa nhỏ ok là được. Em cứ hay bực bội lên vấn đề là con cái ăn uống rồi hay cáu gắt với bà vợ em là những vấn đề đó thôi. Rồi bây giờ thưa Phiên ông, đã cô ấy có tật xấu gì không? Vi thì cái tính Vi rất là hiền, nghe lời, nhưng mà thật sự luôn là không thích Vi một cái là nhiều lúc nói chuyện nói không có hiểu cái cảm giác của người khác. Thôi em nói thì thôi, đừng có suy nghĩ nha. Trời ơi, nói đã, sao anh suy nghĩ trời. Em không muốn anh suy nghĩ, đừng có nói. Em đã nói rồi, anh này tính này nó hay suy nghĩ, em cầu toàn. Nên là mọi thứ là mà cái gì nó không vừa lòng em một cái là em khó chịu lắm. Thứ gì nữa là công việc Vi làm là mình không có nói, nhưng mà thực sự em muốn là thời gian dành cho con nhiều hơn là công việc của Vi. Rồi bây giờ Vi mong muốn anh Thái thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh bớt nóng tính lại thôi, làm gì phải kiềm chế bản thân của mình lại. Với lại là đừng có nóng tính thôi. Với lại đừng có đi trễ nữa. Em sợ anh đi như vậy gấp quá rồi, nhiều lúc lái xe lái cộ rồi. Nhiều lúc đi gấp rồi kêu hối tài xế chạy muốn chết. Hối tài xế mà lỡ có chuyện gì thì em không biết làm sao. Chỉ mong muốn thay đổi điều đó thôi. Tại vì thực ra bây giờ là xã hội bên ngoài của mình, nhất là vấn đề mà những cái mà mình không lường được là ví dụ như vấn đề kẹt xe mình không thể nào lường được. Thành ra bây giờ là mình cũng khó cái việc mà mình canh giờ được lắm. Thì đó là cái chuyện thôi, mình tự sắp xếp. Nhưng mà cái mấu chốt ở đây á, chị là chị thấy như vậy nè. Cái việc mà em mong muốn Vi á, không cần làm việc, chỉ cần lo cho em với con, thì chị thấy cái điều đó là nếu ở thời điểm này ok, nhưng mà em phải nghĩ tới cái tương lai. Hai vợ chồng mỗi đứa đều có một cái sự nghiệp riêng rất là tốt. Tại vì đến một lúc nào đó, ví dụ thôi, mình nghệ sĩ mà, cái tuổi thọ của nghệ sĩ cũng đâu có thể nào dài hoài được. Đó, thì ví dụ như là hai đứa con của mình á, thì nó cha mẹ, nó đều phải nhờ cả cha cả mẹ. Sự nghiệp cha vững, sự nghiệp mẹ vững là con mình hưởng với ai hưởng. Chỉ có điều là em biết phân bổ cái thời gian đó thôi. Mà không phải là mình ích kỷ nữa, mình không cho vợ mình làm gì. Nhưng vấn đề là chu toàn một chút. Dạ được.
Nghĩa là anh ấy ghen với công việc của em đó. Chính xác luôn. Thôi nói chung là làm sao phải gia giảm lại để... Nói chung là cho nó hài hòa một đúng chút. Rồi, đúng rồi. À, cảm ơn hai vợ chồng Như Ngọc Thái và Vi hôm nay đã đến đây với chương trình Vợ Hồng Son để chia sẻ câu chuyện rất là vui của hai vợ chồng. Xin chúc cho hai bạn luôn luôn hoan hỷ, vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Như Ngọc Thái cũng thay mặt vợ chồng cũng gửi lời và cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Thái và vợ Thái lên sóng để nói những gì mà hai vợ chồng chưa bao giờ nói với nhau. Và cảm ơn chị Hồng Vân và anh Thuận. Em chứ em dạ em thôi.